là một người xuất thân từ miền Bắc nhưng lại vào trong Sài Gòn lập nghiệp và hướng theo thời trang như thế này. Đây cũng là show diễn đầu tiên mà tôi cùng với Tiny Inc trở lại miền Bắc, và cũng là vào mùa mà Hà Nội đang trở lại, khiến cho cái ekip của Tiny Inc thấy hào hứng hơn, nhiệt huyết hơn. Khi mà mình còn cái thuở mà rong chơi nhiều á, thì còn có nhiều thời gian để lên các khu Tây Bắc rất là nhiều. Đi lên Đồng Văn, lên Lai Châu hoặc là Sơn La. Và khi mà đi nhiều cũng như là được sinh ra ở khu miền Tây Bắc, thì mình rất là thích cái mùa đông ở ngoài đó với cái lạnh, nhưng mà con người thì luôn luôn là ấm áp. Với cảm hứng từ cao nguyên và đặc biệt là cho bộ sưu tập cho thu đông, thì chất liệu lần này mà tôi sử dụng thì cũng sẽ tạo sự ấm áp, cũng như khi mà người ta nhìn vào người ta cảm xúc các sự ấm áp đó. Mình cũng hy vọng là bộ sưu tập này sẽ thành công hơn một chút so với bộ sưu tập lần trước.